hôm nay là tàu đi tới Key West. Key West là vùng đất của nước Mỹ và khác những cái tàu đồng kế bên nhau. Và đây là cái tàu hai cái tàu của hai đảo khác. Mời các bạn xem đi, hôm nay thì mình đi coi visit the Key West nhé. Rồi mời các bạn. Okay, now we can do. Đây, Key West là một cái vùng ở phía dưới của Florida ở nước Mỹ. Biển rất là xanh đẹp, du khách tới quanh năm là rất là nhiều. Thì đây là cái tàu, hai cái tàu đậu kế nhau, đây cái này là cái mũi tàu. Bạn thấy cái tàu này nó rất là to, nó chứa được tới 5.000 người, rộng to lớn lắm. Trong cái video khác thì mình cho các bạn coi phía trong của tàu, cái này mình quay ở phía ngoài cảnh của cây Key West. Thì là cái chỗ này là hai cái tàu cùng đậu. Rồi khi mà tới từng hải cảng thì khách có thể xuống tàu rồi đi chơi trên bờ, hoặc là mướn tàu nhỏ để đi trượt nước, hoặc là ra các hòn đảo mà có nhiều cá để ngắm cá cảnh. Đây là phía trong, cái đây là chiếc tàu đánh cá nhỏ. Một chiếc tàu á, nó to lắm. Bạn đi từ đầu tàu tới cuối tàu là bạn đi cả nửa tiếng đồng hồ. Bạn biết nó to tới chừng nào. Hai chiếc tàu khác nhau. Người Mỹ rất thích đi du thuyền, tại vì du thuyền là rất đẹp và rất an toàn. Trên tàu thì rất đẹp, có dọn thức ăn ngon, có nhạc cho xem. Thì từ từ mình sẽ cho bạn đi xem phía trong của tàu á, giờ mình coi ra phía ngoài trước. Mấy cái tròn tròn này là mấy cái radar đó bạn. Còn ở trên này đó, đây là cái đầu mũi tàu, là chỗ phía dưới là chỗ người ta lái tàu đi. Chỗ đó cái mấy chỗ của thuyền trưởng lái tàu. Ở đây là mình đi chuyến du thuyền này là đi 7 ngày. Là nó sẽ dừng tại 4 quốc gia. Đó là Ontario. Giờ cho bạn xem, giờ coi xem về cái bông tàu. Phía trong của bông tàu nha. Đó, đây là phía trong của một cái bông tàu. Thì dưới đây là có ghế người ta ngồi để ngắm ra cái bông tàu đó. Cái này là cái phía trong bông tàu. Bông tàu đi vòng quanh cái tàu đó. Có chỗ nó có nhiều bàn ghế cho mình ngồi. Đây là cửa sổ. Nếu người nào muốn thích ra ngoài yên tĩnh á, thì là ra đây ngồi yên tĩnh, là có ghế cho ngồi. Khi mình đi xuống tàu thì có những cái xe nhỏ nhỏ và nó sẽ chở mình đi vô trong thành phố. Nó vừa ngắm cảnh hơn, nó kêu là cái choo-choo train. Đó, nó sẽ chở nó vậy, nó đứng sẵn, nó chờ người ta xuống tàu. Khi mà cái hải cảng mà gần mà hơi xa vô trong đảo thì tàu nó sẽ cho những cái xe như vậy để cho người nào muốn đi bộ thì đi. Cái hải cảng này nó ngừng ở trong một cái hải cảng có đậu tàu của Mỹ. Cái này là cái tàu của quân đội hải quân nè.
Hả, mấy hải cảng này lớn lắm, đậu được nhiều tàu. Thì cái tàu hải quân này nó nói là rất rất là to. Đây cái chỗ để xăng với lại cái cơ sở của hải quân. Đây là chị Tina cũng là YouTuber của mình. Thì cái này là buổi sáng để đi đi chơi tàu về thì ăn ăn sáng là phòng ăn. Mình quay cảnh ông sếp. Ông sếp ông nấu đồ ăn. Cái này là cảnh cảnh phòng ăn. Wow. I rented that for this was an 87 550 a month. Oh my gosh. Was that the village? Phòng ăn nó là rộng lớn. Từ cửa sổ phòng ăn thì mình thấy ra biển. Maybe it might have been called that. I can't the remember. The villages, I think it's yeah, called. They were yeah. They were old back then. Yeah, they were. Yeah, so now they must really, really oh maybe my they. Gosh. They've revamped a lot of that area, though. You know. It's like Chicago. We're born and raised in Chicago. If you go back to Chicago, none of your stuff is there anymore. They've redone everything, tore it down. Wow. Are you done, sir? You just no, not yet. Not yet. Yeah, let's head down. Take it yeah. You can bring them. No, I'm from Bismarck, North Dakota. Oh, Bismarck. Yeah. Yeah. We traveled a lot, you know, through there. We've been through North Dakota, South Dakota. We've been just about everywhere, but we had a motorcycle for a long time. And we did a motorcycle trip in and I on a Goldwing. Yeah. With a trailer. Wow. We had a tent. We put the tent up every night. You had a bunch of did you go to
Did you ever go to Sturgis? Oh yeah, but yeah. We didn't go when the motorcycle was. Yeah. No, it's a little tough. Yeah. It'd be like going to Daytona. He took me to Daytona one day and he said, "You're not gonna like Daytona." He's right, I didn't. He took me back home. Went back. Yeah, Daytona is a little rough. It's not my cup of tea either. You know, those people are.